Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị và các bạn, bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, kể từ tuần trước mưa lớn đã làm ngập lụt các tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc của Trung Quốc. Điều kỳ lạ là tuyết trắng bất ngờ rơi xuống khu tự trị dân tộc Tây Tạng Granan của tỉnh Cam Túc vào tối ngày thứ Năm. Các quận Luku và Maku đã chuyển từ mùa hè sang mùa đông khắc nghiệt chỉ sau một đêm. Tuyết bao phủ mùa màng và ảnh hưởng đến nông nghiệp, chăn nuôi gia súc của địa phương. Tỉnh Cam Túc hứng chịu mưa lớn từ tuần trước đến nay, lũ lụt vẫn tiếp diễn. Lũ quét đã bùng phát ở huyện Ôn, thành phố Long Nam, nằm ở ngã ba Tứ Xuyên và Cam Túc. Điều kỳ lạ hơn nữa là các quận Luku và Maku ở Khanan, Cam Túc chỉ sau một đêm có tuyết rơi đầu mùa hè biến thành mùa đông khắc nghiệt. Sau nhiều tháng không có thời gian chuẩn bị, mùa màng và vật nuôi đều bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Về vấn đề này, cư dân mạng Trung Quốc cho biết, năm nay có nhiều điều kỳ lạ quá, năm nay lại có bệnh dịch và lũ lụt, tôi thực sự sợ hãi. Mặc dù tôi muốn kết thúc năm nay một cách nhanh chóng, nhưng không cần thiết phải bỏ qua mùa hè, mùa thu và bước vào mùa đông nhanh chóng như thế. Trung Quốc đã trải qua những trận mưa lớn kể từ đầu mùa lũ. Khu vực Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử đã hứng chịu những trận mưa lớn kể từ thứ Năm tuần trước, bị ảnh hưởng bởi mưa xối xả. Các dòng chính của một nhánh sông Huy Si và sông Phu Siang ở tỉnh Tứ Xuyên, sông Mi Siang, sông Tuo Siang và sông Xia Linh vẫn ở mực nước cảnh báo và đang ở mức không an toàn. Mực nước sông Dương Tử ở Trùng Khánh đã dâng lên 5 mét chỉ sau một đêm. Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử Trung Quốc cho biết, trận lũ sông Dương Tử số 3 năm 2023 đã được theo dõi tại trạm Cô Tan trên thượng nguồn sông Dương Tử vào đầu giờ sáng nay. Theo báo cáo tổng hợp của phương tiện truyền thông, Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã công bố vào lúc 5 giờ sáng nay rằng lũ lụt số 3 trên sông Dương Tử năm 2023 đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử với lưu lượng đạt 59.000 mét khối mỗi giây. Hiện tại đỉnh lũ đã đến Trùng Khánh. Trạm Suho Tuo ở quận Sông Choan, Trùng Khánh đã chứng kiến mực nước cao nhất vào sáng nay, cao hơn 5 mét so với mực nước lũ lúc 8 giờ hôm qua. Mưa xối xả nhiều ngày cũng đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi của tỉnh Tứ Xuyên. Vài ngày trước, một số người đã chụp được ảnh một con tàu chở hàng trống rỗng ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị lũ cuốn trôi trong khi sông Bin Sang tràn qua biên giới. Thủ phủ Thành Đô của tỉnh cũng không tránh khỏi cảnh tượng kinh hoàng với nhiều ô tô trong khu đô thị bị ngâm mình trong biển nước bao la. Vâng, thưa quý vị, kể từ đầu mùa mưa lũ, nhiều nơi ở Trung Quốc liên tục xảy ra mưa xối xả. Riêng đập Tam Hiệp đã trải qua 3 đỉnh lũ với lưu lượng đạt 50.000 mét khối mỗi giây. 65,66 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 188,05 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 797,92 tỷ đại tệ. Nhưng nhấn mạnh rằng số người mất tích và số người chết chỉ là 289, bằng hơn một nửa so với mức trung bình của 5 năm trước. Dựa trên các báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm nay để giải thích về lũ lụt, thừa nhận rằng lượng mưa lớn năm nay quá nhiều, tập trung nhanh cả về thời gian và không gian, gây ra 12 trận lũ lụt ở các con sông lớn như sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Châu Giang và Thái Hồ. Trong trận lũ thứ hai, đập Tam Hiệp có 3 đỉnh lũ, 55.000 mét khối mỗi giây và trung lưu, hạ lưu hồ Động Đình và Bà Dương. Các khu vực hồ đều trong tình trạng báo động. Thời gian dài nhất trong tình trạng báo động là 42 ngày. Zihao Suwen, Tổng thư ký Bộ Tư lệnh Quốc phòng của Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết, mùa mưa ở lưu vực sông Sang Hoai nhận được lượng mưa là 869,2 mm và kéo dài trong 62 ngày. Đây là mùa mưa đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1961. Zihao Suwen giải thích rằng, thảm họa lũ lụt đã khiến 65,66 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 188,05 tỷ nhân dân tệ, nhiều hơn 14,7% và 17,5% so với mức trung bình của 5 năm trước. Nhưng 289 người đã bị thiệt mạng và mất tích, cùng với 59.000 ngôi nhà đã bị sập, thấp hơn trung bình 5 năm trước là 59,8% và 65,3%. Thiệt hại do thiên tai gây ra rất nặng nề, nhưng số người thương vong không nhiều. Quý vị thân mến, hàng loạt ngôi làng ở Hà Nam Trung Quốc vẫn đang bị cô lập trong biển nước vì trận lũ lụt kinh hoàng nghìn năm có một. Hàng nghìn người dân vẫn mòn mỏi chờ được giải cứu. Si Hang Wen ngồi trên nóc nhà ôm hai con nhỏ. Nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng và Si Hang quyết định sẽ bơi ra ngoài. Người dân ở làng Sia Yiwen thuộc huyện Wai Hui, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đang trông đợi mòn mỏi để được giải cứu sau khi trận lũ lịch sử quét qua tỉnh này. 65 người đã thiệt mạng và ngôi làng trên gần như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài vì nước lũ. Ngày hôm qua, Si Hang đã bơi được ra bên ngoài ngôi làng, trên người mặc đúng một chiếc quần. Anh lấy những gói mì tôm và một người họ hàng mang đến tiếp tế và bắt đầu ăn chúng. Đây là bữa ăn đầu tiên của anh trong 2 ngày. Tôi muốn tìm một cái thuyền cây A và trở về nhà để đón gia đình tôi, anh Si Hang nói. Con đường duy nhất dẫn tới làng Sia Yiwen đã bị ngập trong nước lũ, cao quá đầu Si Hang. Đội cứu hộ chưa thể đưa hết mọi người ra bên ngoài
vì họ mới vừa tiếp cận được ngôi làng, nhiều người vẫn còn cảm thấy rất hoảng loạn do nguồn lực cứu hộ còn hạn chế. Xe tải và thuyền cây A đã được triển khai để đưa trẻ con và người lớn tuổi ra trước. Hàng nghìn người dân làng mệt mỏi, kiệt quệ vì trận nước lũ phải tiếp tục ngồi chờ đợi. Cảnh tượng như ở làng Siawon đã xuất hiện nhiều ở khu vực khác của tỉnh Hà Nam. Sau khi trận mưa lũ kinh hoàng vào tuần này, ít nhất 7 hồ chứa bị tràn, nước chảy ra khỏi các kênh thủy lợi tới sông Wai, nhấn chìm các ngôi làng ở hạ lưu. Trước khi trận lũ kinh hoàng xuất hiện, Dong Chan-wen chưa bao giờ nghĩ rằng mưa sẽ đẩy cô rơi vào tình huống sinh tử. Căn nhà một tầng của cô ở làng Nanwon-ing, quận Hui, cách Tân Hương 26 km, được bao quanh bởi các khu đất nông nghiệp chuyên để canh tác. Tuy nhiên, vào đêm ngày thứ ba, người phụ nữ 34 tuổi và con trai 1 tuổi không thể ngủ vì nghe thấy tiếng mưa rất lớn. Cô cũng chăm chú lắng nghe tín hiệu cảnh báo từ chính quyền địa phương thông qua loa phóng thanh. Vào 3 giờ sáng, nước bắt đầu tràn vào nhà Dong, nhanh chóng ngập lên mắt cá chân. 3 giờ đồng hồ sau, khi cô và chồng bế con thoát ra ngoài, ngôi làng quen thuộc trước mắt trở thành cảnh tượng đáng sợ với mênh mông nước. Nước ngập tới ngang lưng tôi phải đưa con tới nhà người họ hàng có 2 tầng. Đó là cách duy nhất để con tôi được an toàn. Tôi mất cả giờ đồng hồ để đi qua quãng đường 200 mét ra khỏi làng. Thông thường tôi chỉ mất vài phút. Dong kể lại, từ 8 giờ ngày thứ 6 tuần trước tới 18 giờ ngày thứ 4 tuần này, Tân Hương ghi nhận lượng mưa 1.007mm, mức cao kỷ lục trong lịch sử, với lượng mưa chút xuống trong 1 giờ đồng hồ đạt đỉnh là 160,9mm. Với nguồn lực cứu hộ còn hạn chế, trẻ nhỏ và người cao tuổi được ưu tiên. Vì vậy, nhiều người phải trèo lên mái nhà để ngồi chờ sự trợ giúp. Dong ước tính khoảng 2.500 người đã bị mắc kẹt lại trong ngôi làng Nanwon-ing. Ngôi làng chưa bao giờ bị ngập và người dân không thể ngờ tới diễn biến này sẽ xảy ra. Trận lũ lịch sử nghìn năm có một ở Hà Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới 3,6 triệu người khi các thành phố làng mạc bị ngập trong nước, đường xá bị phá hủy và lở đất đã xảy ra. Khi trả lời phỏng vấn SCMP, Dong đã đứng hàng giờ đồng hồ trên con đường gần ngôi làng nơi cô đang sinh sống, đã biến thành một hòn đảo bị cô lập vì nước lũ. Dong chưa ăn uống bất cứ thứ gì trong nhiều giờ. Tuy nhiên, Dong vẫn may mắn vì gia đình chị vẫn an toàn. Nhiều người đã mất liên lạc trong trận lũ kinh hoàng. Một cư dân tên Jing Ji cho biết, ông bà của cô, những người sống tại quận Phan Quan của Tân Hương, đã bị mắc kẹt trong nhà vì chưa có tin tức gì từ tối ngày hôm thứ ba. Thưa quý vị, theo tin tức của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, kể từ hôm qua, một dải mây mưa lớn đã cố thủ như một con rồng khổng lồ trên bầu trời. Ở các khu vực Tây Nam đến Đông Bắc của Trung Quốc đại lục, hầu hết các khu vực phía Bắc, Đông Bắc của Trung Quốc, phía Đông và phía Nam lưu vực Tứ Xuyên liên tiếp có mưa lớn. Mưa lớn cũng xảy ra ở một số khu vực như Bắc Kinh, Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Thiên Tân và nhiều nơi khác hứng chịu mưa lớn. Bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, mưa lớn đã ập xuống toàn thành phố Bắc Kinh. Tính đến 11 giờ đêm qua, lượng mưa trung bình ở khu vực nội thành Bắc Kinh đạt 216mm, vượt xa mức 72mm của trận mưa xối xả năm ngoái. Trong đó, điểm có lượng mưa lớn nhất là Tuoli, quận Phang San đạt 396mm. Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, đây là lượng mưa lớn nhất trong 61 năm kể từ khi Bắc Kinh có hồ sơ quan trắc khí tượng vào năm 1951. Do mưa lớn, Bắc Kinh đã ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam đầu tiên trong lịch sử vào ngày hôm qua. Cơn mưa cuối tuần qua cũng đã mang đến nhiều rắc rối cho Bắc Kinh, trước hết là ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Từ vành đai 2 đến vành đai 4, nhiều cầu vượt trũng bị ngập, giao thông bị gián đoạn, một số đoạn đường bị nước sông tràn vào, một số khu vực dân cư bị ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm ô tô bị ngập nước. Theo Cục Kiểm soát Giao thông Bắc Kinh, tình trạng đường xá xấu khiến cho hệ thống xe buýt mặt đất ở Bắc Kinh hôm qua gần như bị tê liệt. Nhiều người chuyển sang các ga tàu điện ngầm gần đó để đi tàu điện. Trên tuyến sân bay dẫn vào sân bay thủ đô, tàu điện ngầm bị mất điện do nước mưa ngập vào tấm cảm ứng tàu điện ngầm, khiến một số đoạn đường đang bị đình trệ nhưng đã sớm hoạt động trở lại. Ngoài giao thông mặt đất gần như tê liệt, tình hình giao thông hàng không cũng hết sức nghiệt ngã. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn tại sân bay thủ đô vào ngày hôm qua và hơn 80.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay. Tính đến 3 giờ sáng nay, sân bay thủ đô đã hủy 545 chuyến bay, 28 chuyến bay bị hoãn hơn 1 giờ. Thông tin mới nhất đến khoảng 3 giờ 40 sáng nay, tại sân bay thủ đô và vùng trời lân cận đã hết mưa, hiện các chuyến bay cất cánh và hạ cánh đã cơ bản trở lại bình thường. Nhưng ở mỗi cửa sổ làm thủ tục đã có hàng dài người xếp hàng. Điều này cho thấy chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết hôm qua vẫn đang được xử lý. Kính thưa quý vị, Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết trong 5 ngày tới, lượng mưa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử phổ biến từ 150 đến 300mm. Đây là đợt mưa mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ đầu mùa mưa lũ. Dữ liệu cho thấy trong 5 ngày tới, khu vực phía Nam của An Huy, phía Đông của Hồ Bắc đã vượt quá 300mm. Khu vực có lượng mưa trên 80mm và trên 150mm lần lượt là 1,088 triệu km2 và 401.000 km2. Cả hai đều lớn nhất kể từ năm nay. Khu vực có lượng mưa trên 3.000mm đạt 64.000 km2. Tổng cộng có 10 quận và thành phố đã vượt qua giá trị cực đại của lượng mưa vào ngày thứ ba và lượng mưa hàng ngày của 6 quận và thành phố đã vượt qua giá trị cực đoan lịch sử. 10 giờ ngày hôm nay, Đài khí tượng Trung ương phát đi cảnh báo mưa dông màu xanh. Đây cũng là cảnh báo mưa dông màu xanh đầu tiên kể từ cuối tuần trước. Trước đó, Đài khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa dông màu cam trong 6 ngày liên tiếp, trong đó cảnh báo mưa dông màu cam đầu tiên của năm nay được đưa ra vào tuần qua. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ 14 giờ ngày hôm nay đến 14 giờ ngày mai ở trung tâm An Huy, Nam Trung tâm của Giang Tô, trung tâm và Đông Hồ Bắc,
ven biển phía nam của Trung Quốc sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở đông bắc, hồ bắc. Dãy núi Dabie ở An Huy, các khu vực biển phía nam của Quảng Tây có mưa bão lớn. Các khu vực thuộc lưu vực tây nam của Tứ Xuyên và những nơi khác có mưa bão cực lớn từ 300 đến 350 mm, cục bộ có lưu vực tây nam của Tứ Xuyên. Ngoài ra, dự kiến ngày hôm nay, phạm vi mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ thu hẹp lại. Lượng mưa ở hạ lưu sông Dương Tử sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có mưa to đến rất to ở phía đông của Hồ Bắc và những nơi khác có mưa lớn cục bộ. Do lượng mưa lớn trong giai đoạn đầu, nên khu vực phía đông của Hồ Bắc cần chú ý phòng chống thiên tai như lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.